Chơi lớn nha ơi, chơi lớn luôn. Trời, không nói sớm. Không đem đi chích máp thấy thiên tâm cho nó sợ. Chung nhau rồi. Tụi xanh có giờ đánh kiểu chọn con mạnh đâu, toàn chơi tiêm dị không à? Nó phải chừng map này ơi. Đây 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 đây. Trời ơi, con ngâm đi nó còn chưa vô bãi quái nữa, nó bị cái gì trời. Tiêu dao nó chạy rồi, tiêu dao nó chạy rồi, hút tiêu dao lướt lên kìa. Nó về rồi, có chân. À, team này nãy không chọn thiên tâm là mình tiêu á. Thiệt luôn á. Nó toàn kiếm tiêu dao ngâm đi nữa. Rồi toàn kiếm tự gian rồi mấy. Ai biết được đúng không? Bình thường tụi xanh toàn chơi ba con giống nhau, sao nó chết tươi không ạ? Nhiều lúc cũng muốn quánh phải khó lắm mà số phận nó không được. Vô cái là siêu tốc liền. Bị hoại ý là đánh cái này nó hên xui quá. Dưới này cũng hai team. À bảo kích tài năng luôn nha. Rồi, nhân dưới nãy cũng hay tìm có thiếu lâm cùng luôn các kiểu. Xuống không? Bí ơi, đợi xíu đi Bí ơi, xíu rồi tao dẫn mày xuống. Nghe mày thấy không? Có con gì à? Ủa? Cái gì? Chó hả? Chó, nó đang đợi xuống. Đang đợi đi vệ sinh á. Ok, Thảo ơi, bật khuẩn đi nè Thảo ơi, đừng đánh nữa. Ồ, thiên nhẫn. Team Pokai, team khác. Hai team khác nhau. Thôi. Đập con Ngami đây, okay. À, có dừng môn nè. Dừng môn tàn kiếm, thôi mình rút đi. Tấn công rồi nha. Chạy nhanh kìa bà con, ăn vô chạy cho lẹ. Đợi xíu thì Bí, rồi nó nhồi, nó nhìn nó lên đây thương quá. Chắc mắt chưa lắm rồi. Bà bốn không? Bốn không? Đi. Ê, mình đẩy không? Ôi. Nó giật sợi dây phone từ từ. Khá quá Bí ơi. Okay. Đây nha. Ok, cứ từ. Trời ơi. Rồi, đi. Sao nói trước là có một team đang săn nhai nha. Ê, thiên nhẫn đây. Đánh luôn, vậy. Không thấy nhảy đam gì trên ta. Nó chạy rồi. Mất chiều cuối. Đi qua anh kia ngồi nhanh lên. Không là ăn cây. Đưa nít đây. Lì lắm mà. Đi không? Đi. Giữ chiêu nha. Trời ơi, hết đồ luôn. Đợi bé Thảo hồi hộn mình xuống năm sáu chứ khi năm mở rồi nha. Ừ, năm mở sáu cũng mở luôn, hai khu kế nhau mở rồi. Ôi, nó vẫn còn kêu rồi. Đang mắc dữ lắm rồi đó. Ôi, đánh nhau to nha. Rồi khống chế được rồi. Huyền Thủy nè, tới tiêu dao nè, tiêu dao nhảy luôn rồi bãi. Thấy thiên tâm bà má nó chạy hết chứ. Ok, mở rương ngay hồi chiêu rồi đi. Trời. Đợi xíu. Qua bảy luôn mới mở. Ôi, không phải. Ngày kháng. Nó mới mở nha. Không dám bảy mới mở. Mới mở xong. Nó mới mở xong sợ là có thuẫn. Xuống săn con tiêu dao đi. Rồi tiêu dao chết, chắc tiêu dao chạy vòng qua đó. Ok. Nó vậy bên kia hay nâng cao là hết chiêu rồi nha. Nghe còn chưa không? Nghe có chưa? Chừng ca. Trong có tàng kiếm gió đen nữa. Tàng kiếm có bầu kích nha, để đang nhắm bắt tàng kiếm. Ok. Nhiều không trúng hết trời. Cẩn thận tàng kiếm. Không sao, sao nó lại bị nó bị choáng. Đập. Rồi tàng kiếm chết rồi. Tàng kiếm chết luôn rồi. Tàng kiếm bị cặp vào chết rồi. Vô đuổi luôn gió đen không? Đuổi, đang có chiêu, full chiêu rồi. Từ, đợi. Ok. Ơ, từ. Đây. Nó không có trên đây rồi. Lên trên kiếm nó luôn.
tranh thủ có thuận. Không có. Tấn công à? Ừ, tấn công. Đợi 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 bé Thảo xíu xanh nha. Chính luôn này. Chuỗi hết luôn. Giờ đi đâu trời? Chắc đi ra ngoài quét ngoài đi, chứ bây giờ ở trong đa số tản ra ngoài hết. Ở đây ngay khu vực ngay bãi quái có chừng đó nha. Không phải, đi tiếp luôn. Trời gì không có ai hết vậy? Nhưng mà không đóng băng được nữa. Đi tiếp qua bên kia luôn. Ô, bên kia có người nha. Ồ, xanh thấy rồi. Bắt đầu. Ôi, nãy ra. Rồi, xong. Đánh quái chưa Thảo ơi, đánh quái nốt. Bá đao nó chết bay màu. Hộ thể thì nó là di tinh hộ thể, thì nhớ nó là hộ thể luôn rồi. Đợi dưới 50 luôn rồi bé ơi. Dưới. Đi xuống 5, xuống 5, xuống 5. Mọi người mua trước đi. Con thiên sơn ra nè. Đóng băng. Vì không đóng băng rồi, chết nó luôn rồi. Mua đồ rồi. Chiều cuối nó vẹo ghê. Chiều cuối nó bị lỗi á. Bị lỗi kinh dị luôn. Mốt nó fit lại còn 6 giây. Nhưng mà tăng đam nha. Nó giảm tỷ lệ đóng băng. 4 cộng 40%. Nhưng mà tăng đam lên cũng được. Hồi bữa sẽ Ạc Xanh thua cái Ạc top 1 2 triệu 2 mà đánh thông tháp đó, cầm con thiên tâm đánh chết Ạc đó luôn. Ôi có bất tử nha, bên đó có bất tử từ từ. Còn thần cơ tiêu dao mới qua nha, cần thần cơ cung lôn mới qua nha. Thôi bỏ rút lại đi. Ôi chết rồi. Ok được rồi. Ôi. Chạy đi. Còn chuyện can mình chắc. Thảo ơi. Rồi xong con bé. Con lôn nó quay lại. Ok, xuống đi. Trời ơi. Bị giữ. Trời ơi. Ừ, bên bển chị vừa qua cái là bị giữ. Để nhảy xuống dưới nha, chết rồi có team nào không? Dưới này trống nè, dưới này trống. Có quần nè, mặc quần lên chơi đó. Ok. Nó bên 1 á, nó đây. Bắt ngà mì trước, vô đèn kìa chè. Vô đèn hết, bắt đóng băng. Bãi nó nhiễu đâu không ấy trời. Chạy rồi. Thôi kệ, mua đồ đi. Lúc mình cần đóng băng nó. Tìm thần cơ đi rồi. Tìm cơ bên 1 á. Ồ, nhưng mà lỡ đi mất tiêu rồi. Ê, lỡ hết gì mất tiêu. Tại sao xíu không có gì. Dưới cơ người. Tìm như tiêu dao. Chúng mình lên chân. Thằng kiếm xuống nè. Thằng kiếm ôi, thần cơ nha. Chạy đi. Nhanh xử nó, chạy đi. Ok, lên kìa. Tiêu dao lên. Nhai thoát thành công rồi. Ok. Xanh tìm đường. Vậy là con thằng kiếm nó chết chắc rồi, tiêm tiêu dao lên. Thằng kiếm còn có chấm máu. Có cục máu ở dưới 7 nè, sang ơi. Giờ sang không dám ra. Ra 8 an toàn, 8 an toàn, nhai đang hết 8. Ok. Rồi. Máu dưới 7, cắn máu mà lên chơi tụi nó luôn. Ok, đợi xanh xíu. Tiêu dao xuống nha, tiêu dao xuống 7 nha. Thấy rồi. Xuống luôn không? Đuổi luôn không? Rồi nó chạy rồi. Tiêu dao hay đuổi thằng cơ? Có thiên nhẫn. Thấy. Quá đâu rồi, từ. Lên 2 luôn nha. Lên 2 luôn. Thiên nhẫn với tiêu dao đang ở 6 á. Rồi ta cho thằng kiếm nó chết luôn, tới cùng luôn. Thằng kiếm bay màu nè, thằng kiếm bay màu nè, thằng kiếm bay màu nè. Cho cùng luôn chết. Ôi, cùng luôn, nó giúp sao. Cẩn thận. Ôi, sao nó trâu vậy? Rồi, con cùng luôn chết rồi đó. Cùng luôn chưa chết. Không, cùng luôn chết rồi, còn thằng cơ thôi, thằng cơ nó mới. Ôi, con tiêu dao, có một con mới vừa qua, có một con. Tiêu dao. Tiêu dao nó chạy rồi, Ok. Trời ơi. Mình quay lại chính đi, tiếng đen ngộn rồi. Ờ,
Sáu chưa mở tượng, vậy là sáu có thiên nhẫn phá tiêu dao rồi. Để nhảy ra trên cho chết nha. Rồi lên đây luôn nè, Sang Sang ơi. Hai mở tượng rồi, sáu mở tượng rồi. Tiêu dao quá mở. Bên này có tấn công là nhai mới ăn cái rồi qua 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 bên đó ăn tấn công. Tấn công bên 24. Ok ok. Chưa cho nó xuống nhà và bắt đầu nó cắn đồ nó phá. Đường. Chắc nhanh. Đây. Chắc qua hai chiếc bot quá. Ê, tiêu dao kìa. Rồi nó chết. Ôi, ôi trời ơi, xong. Và hai nó thất tham cái nó chết luôn. Ôi nha, ôi nha, ôi nha, ôi. Vỏ đen, vỏ đen. Đen, đen. Mẹ ơi. Ôi là còn vỏ đen, còn vỏ đen, còn thiên nhẫn. Không, con này solo được nha ơi, ráng mở rune, ráng mở rune. Sốc đen cái chết luôn kìa thật. Đấy là nãy xanh lùi lại xanh hồi máu là được rồi, mà tại cũng ham giết đó cho nên là... Nó đang có bầu kích nữa mà, nó sốc đem. Ừ. Nhận thân lẹ ghê. Để con thiên nhẫn sao hay để con thiên nhẫn lại nha ơi. Con thiên nhẫn nó không làm mình sợ nhiều đâu, như biến nè con. Còn 3 team 1. Kích thì hơi thốn. Cái chiêu 4 qua ô dù còn khả năng. Ôi nó kìa. Chiêu 4 qua ô còn khả năng đóng băng nhưng mà bị xuống dưới rồi nó đập mình được. Ô thì nhẫn chết đây rồi. Ôi rồi Thảo ơi, rồi sao biết con vợ đen là ai rồi? Con vợ đen đó là ông tim cứng của San, chuyên gia cầm hội mộng á. Ôi trời ơi. Chúc nhà may mắn. Ở hồng chúc hồi người ai đánh được đánh đi. Giờ không biết nói làm sao nữa mà ông đó. Chúc mừng người ta dịch tâm sinh giết rồi. Ý hử. Bắt đầu hay vậy ta. Ở đây anh rồi, ở đây anh rồi. Nhà có từ chuẩn. Cơ bộ kích mới. Rồi này bị chết rồi. Nhẫn ra, nhẫn mấy nhẫn. Mai quýnh nhau thì mình đi mở rương. Kìa, giả đen, giả đen. Thất hồn. Anh chưa có nói cho ông kia nghe mình là thiên nhẫn hay là con thiên tâm cho nên là không biết cái sao nữa. Gió đen giờ đang chờ cái quần hay sao á trời. Ừ, sao nghĩ là gió đen đang chờ cái quần. Ôi, thiên nhẫn kìa, thiên nhẫn kìa, thiên nhẫn kìa, kìa. Quýnh vô lính không, nó không chịu quýnh quýnh kìa. Ấy đang hồi máu thì vậy, hình như hai con kia mới đánh nhau, hình như gió đen với thiên nhẫn mới đánh nhau. Coi chừng. Bây giờ con gió đen nó cũng không dám đánh mình nữa, tại đánh mình xong, ôi. Ủa nó đánh lên đi kìa.
nó chạy mà. Chạy luôn nha. Mình cũng hết chiêu rồi, Đừng để cho con thiên nhẫn nó có cơ hội đập mình. Thiên nhẫn yêu máu mà, chắc không dám đâu. San học bây giờ mình không biết được con thiên nhẫn này sẽ nhận thức tỉnh hay thiên nhẫn ngủ á, cho nên là. Ui hay. Rồi nó vô anh quá rồi nha, nó vô anh quá rồi mình. Coi chừng nha, sẵn tiện chắc luôn 8, 7, 8 luôn nha, sẵn tiện 8 luôn nha. Kìa kìa, giả đang mở ấn tượng. Ui đánh đau vậy. Rồi thiên tâm đam to thiệt sự. Đang có bầu kích. Rồi thiên nhẫn rồi, Ui chạy nha, chạy. Thiên nhẫn đang xung quanh đây nè. Ui sao bị nha, bị xuống dưới rồi. Chạy luôn, né coi khu này. Thiên nhẫn bên 1. Trời ơi. Cho đen nó còn thuận, né nó cái đã. Mở tượng đi, kiếm cái quần cái đã. Thiên nhẫn không dám đến mình luôn. Thiên nhẫn nó nhìn nó chứ. Trời ơi, nhẫn đang giấy trời cho anh chỗ đen. Thôi qua chắc nha ơi, qua 6 chắc luôn, đừng có coi chừng bên 6 mà có bức tượng cái là. Bí, xíu đi con. Thì nhẫn mang máu đây. Cẩn thận. Trời ơi, căng thiệt sự luôn. Hai cái hạt kia hạt nào cũng biết bị ké rồi, nó né nhau hết trơn. Màu kích mới. Cái mua đồ kìa, 5. Lên 1 rồi, xa hết lên 1 rồi. Ủa, vậy lên 1 là có thiên nhẫn á. Coi chừng nha. Ôi nó. Mất thuẫn rồi mà, bên đó mất thuẫn rồi. Đuổi luôn, tranh thủ mất thuẫn đuổi luôn. Rồi nhìn thấy cái căng thẳng như cửa. Đồ này bị chết rồi. Bất tử, không bố, quay lại. Có quần nữa kìa, thiên nhẫn có quần nữa kìa. Tội thiên nhẫn bây giờ chưa đầy được báo nữa. Trời ơi, con giỡn đây thôi trời. Diễn này là không biết con giỡn đang ở đâu. Cấu máu đó được thì hơn. Một cây đó đang lên chính. Trời, vô đen. Cho đen rượt thiên nhẫn. Như không. Máu. Ok. Nè. Cho đen lên chiêu 2, đợi cho nó hết chiêu 2 cái. Ồ anh giao với con nhỏ đen này, anh thắng luôn rồi. À không, anh thua. Ui. Nó. Trời ơi. Coi chừng nha ơi. Chị ông nhau nha, chị ông nhau liên tục luôn nha ơi. Chết luôn rồi. Ôi giời, hay dữ. Thì nhận nói rình mình hay thật chứ. Nó ghê thiệt sự luôn. Ôi trận này căng thiệt sự. Ủa nha, có quay lại không? Có.